Tôi tên Mỹ thân nói cho Vi. Chị An Minh kính chào với anh chị trong đào tràng. Alo, lớn chưa ạ? Chị Kim Nhung lớn chưa? Anh dặn hết ra rồi đó. Cảm ơn chị Trần Đạo, chị Rạng. Dạ. Hôm nay cái máy không biết với anh chị sao mà nãy chị Trần Đạo cái, em nghe một cái to mắc cười lắm. Rồi hồi nãy chị Sương Mai em em dạ, con kính lễ cô tuệ duyên, con kính trả bài câu câu 23. Cảm ơn huynh. Mano ba cô giá manasa sang u tô si già đồ đức cha ri tăng hi tòa manasa sư cha ri mano ba cô bằng rắc khay giá manasa sang u tô si già khay giá ma na già mà đu cha thì tăng hi toa mà na sa sư cha đi ta rê giữ ý đừng phẫn nộ trí khéo bảo vệ từ bỏ ý nghĩ ác với ý nghĩ hạnh lành. Bản dịch của hòa thượng Minh Châu. Ma no ba cô bằng ra khi già ma na sa sang hu tu si già ma no du cha ri tăng hi tòa ma na sa su cha ri tăng ma no ba cô bằng ra khi già ma na sa sang vũ tòa má giữ ý phật ý tâm bảo vệ lòng mới hay xả ly ác ý làm ngay trang nghiêm ý hạnh mới tài trưởng phổ thượng giới đức. Dạ. Em kính mời. Kim Nhung anh, dạ cảm ơn Rạng Đông chị Nhật Huỳnh đã cho biết tín hiệu. Si già mano đúc cha ri tằng hít tòa mana xà su cha ri tằng cha rề mano bác cô bằng rắc bày gia mana xà sằng vu tổ si già mano đúc cha ri tằng hít. Si ya mano duk cha ri tang hi toa mana sa su cha ri tang cha re ý đừng phẫn nộ từ bỏ nghĩ hạnh lành là đó là bản dịch ý tâm bảo vệ hết làm ngay trang nghiêm ý hạnh mới tài. Dạ con đã kể, con kính mời cô Cẩm Vân ạ. Dạ kính kính cảm ơn anh. Dạ nó mô bút hà dạ nó
hết lòng mới hay. Xả ly hai trang ý hạnh mới tài trung phu. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm dân đạo bài xong, mến mời bàn tay của cô tu nữ Duyên. Và mời cô. Sa thú lần thầy, kính cảm ơn. Tỉnh lễ Đức Pháp và chư tăng. Chư tôn Đức Tăng kính lễ quý bà quý cô thân chào tất cả quý thầy nam tín nữ. Ôn bài Pháp dạ bà chạy qua mất tiêu. Dạ thế là cảm ơn Vinh Bất Thanh Á. Nô bác cô băng rắc khay giá manasa sang vũ tổ si già mano đúc cha ri tăng hít tòa manasa su cha ri cha ghê mano bác cô băng rắc khay giá manasa sang vũ tổ si già mano đúc cha ri tăng hít tòa manasa su cha ri tăng cha ghê giữ ý đừng phẫn nộ phùng ý khéo bảo vệ bỏ ý nghĩ hạnh lành. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mano ba cô băng rạc khay giá manasa sang bồ si ya mano đục cha ri tăng hi ba manasa su cha ri tăng cha ri giữ ý phải lòng ý tâm bảo vệ hay xả ly ác ý lành ngay ý hạnh buông. Thổ thân của Hồ Đức giờ đã thấy nhiều của chị Lạc Lê và cái người chị. Dạ con cô dạ. Dạ Nam Tha Giá Nam Mô Ma Giá Mô Sang Kha Giá. Con kính định lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con kính định lễ Pháp Tính. Dạ con kính định lễ Quyền. Dạ Phật tử có kẻ khúc cú số 233. Dạ kính cảm ơn mình đã giữ âm thanh rõ. Mano Paco Văn Rất Khía Manasa Sambuto Siya Mano Dukhi Tăng Hito Mana Mana Sung Ka Chai giữ ý đừng phẫn nộ kéo bảo vệ từ bỏ ý nghĩ ác với nghĩ hạnh lành. Lành dạ. Đó là bản Thích Minh Châu. Tâm giữ ý tệ hết lòng mới hay. Xả ly ác ý ngay. Tìm hạnh mới tài tượng mới tài phu. Dạ đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Dạ mà nô cô bằng rát thấy giang manasa sam vua tổ si giang mà nô đôi chân hít toan manasa su chạy tăng kềm mà nô bát cô bát rát
giang ma na sam vô tô di giang ma no di tăng giang ma sa su cha di tăng ca ren ma no pa cô pan đạt khay giang ma na sa sam vô tô si giang ma no cha di tăng tuong ma na sa su cha di tăng khay giữ ý đừng phẫn nộ khéo bảo vệ từ bỏ ý ác cái ý nghĩ hạnh lành và đó là bản dịch cho sao tâm giữ phải phòng ý tâm bảo vệ hết lòng mới hay xả ly ác ý làm ngã trang nghiêm ý mới tài trượng phu đó là phổ tơ thượng tọa với đức và kính mời vị kế tiếp ạ. Sa thu lần thầy xích tâm phước nam mô bổn thà giá nam mô tham ma giá nam mô sáng kha giá kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo đức Phật lão tăng kính đảnh lễ chư đại đức tăng đạo tràng kính đức cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung xin được kể kinh pháp của chỗ 203 cảm ơn xích rằng đầu xích nhật huyền xích hoa nghiệp xích kim nhung cho biết nghe rõ mà nô cáp mano pakopang khay manasa sambuto siya mano dukcharitang hitwa manasa sucang care mano pakopang rakhaya manasa sambuto siya mano dukcari itu manasa sangare giữ ý đừng độ ý khéo bảo vệ từ bỏ nghĩ ác với ý nghĩ hạnh lành bản dịch của ngài Minh Châu gìn tâm giữ ý phải phòng bảo vệ hết lòng mới hay ác ý làm ngay trang nghiêm ý hành mơ tẩy trưởng phu phổ tư của ngài giới đức nam mô phật thà giá còn xin được switch cả chín mật xin ta nhật tiếp theo dạ sa thủ ma minh bát thanh na dạ tâm tu nữ đệ duyên kinh tâm hương ca nhật bình biết được tín hiệu nhà ông Sích Quang Nguyệt. Dạ nam mô Bố Tha, dạ Thanh Thủy ơi. Thanh Thủy có chiếc máy nghe được âm thanh nhật không Thanh Thủy ơi? Vào đầu ngồi em ru vậy. Thanh Thủy có nghe không? Rồi, treo áo rồi đi ngủ mất tiêu rồi. Bố Tha giá. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Bình kính chào đạo tràng và con xin được ôn bài pháp của kinh số 233. Dạ cảm ơn Quỳnh Bát Thanh Na. Mano bát ăn rát khay ya mana sa sang vu to si ya mano đúc cha di tăng hịt ta mana sa sư ra chi tăng cha rề mano bát cơ bằng rây ya mana sa si đúc di tăng hịt ta na sa sư chân cha rề mano bát cơ bằng rát ya mana sa sang vu to si ya mano đúc cha di tăng hịt ta mana sa sư cha di tăng giữ ý đừng phẫn nộ đồng ý khéo từ bỏ ý nghĩ ác với ý nghĩ hạnh lành và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Mà nó
ba bằng rạch thay gia mà na sa sanh bồ tát si gia mà nỗ đức cha để tặng hệ tâm na sa su đà di tăng cha đề mà nỗ ba cô bằng rạch ni gia mà na sa sanh bồ tát si gia cha đề tăng hệ tâm na sa su đà di tăng cha đề. Dình tâm dự ý, hải phòng ý tâm bảo vệ hết lòng mới hay, xả ly ác ý làm ngay, trang nghiêm ý hạnh mới tày trượng phu. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và Nhật Quỳnh đọc 3 lần, kệ 2 lần mà cũng chưa có thấy tín hiệu của Đại Đức Minh Mẫn vào. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính, dạ con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã từ bi hoan hỷ tiên phong ông bài pháp cứu kinh số 233. Nhật Quỳnh kính cảm ơn chị Sương Mai, Quỳnh Quát Tha Ná, Xích Tâm Hương, cô tu nữ Tệ Duyên, Cẩm Vân, Kim Nhung, cô Ái Minh, Xích Trần Đạo, Xích Trạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và Quỳnh con xin hỏi ý kiến quý ngài và kinh đạo tràng, nhất là Quỳnh Quách Thanh Á, và Quỳnh phải làm sao đi Quỳnh? Bây giờ chưa có thấy Đại Đức Minh Mẫn vào đạo tràng, thì bây giờ như Quỳnh phải làm gì đó ông quý ngài và quý vị cho con xin một tín hiệu à? Quá xa thú, và dạ, con tri ân sư rất nhiều. Vậy con kính Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm cung thỉnh cùng với Nhật Quỳnh cung thỉnh pháp sư à. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bụt Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc nặng nhờ ánh sáng trổ hòa lành rải tản mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi, rõ đường an vui. Phàm nhân vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lầm mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều chẳng như được nếm hương vị hưu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giác vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đã mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng viên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 234. Và con cũng xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân sư rất là nhiều đã điền khuyết cho Đại Đức Minh Mẫn ngày hôm nay để chúng con không có bị mất buổi học. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, sư có trở lại máy chưa bà sư? Sẽ cho con tín hiệu để con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, sa thủ lành thai. Con kính nhân mít đến sư. Sa thủ lành thai.
Cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Thành cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày của Đại Đức Minh Mẫn thuyết giảng, nhưng mà do bận công việc đột xuất nên Đại Đức có nhắn tin với chúng tôi, và chúng tôi cũng mới từ ở trên chánh điện xuống nhận được tin nhắn này thì cũng bất ngờ, nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng lên để sinh hoạt với quý vị trong cái buổi học ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ qua phần ôn lại bài cũ mà chúng ta bắt đầu học bài mới, đó là câu kệ Pháp Quốc Kinh số 234. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thích nghĩa từ vựng. Ca dê na sang vũ ta thi ra, ca dê na sang vũ ta thi ra, ca dê na sang vũ ta thi ra. A thô hoa cha giá sang vũ ta, A thô hoa cha giá sang vũ ta, A thô hoa cha giá sang vũ ta. Manasa sang vũ ta thi ra, Manasa sang vũ ta thi ra, Manasa sang vũ ta thi ra. TV Subhari sang vũ ta, TV Subhari sang vũ ta, TV Subhari sang vũ ta. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái danh từ ca giá, ca dê nát, do được chia theo sở dụng cách số ít, thành ra nó trở thành ca dê nát. Ca dê nát có nghĩa là với thân, với thân. Ca giá là thân, được chia theo sở dụng cách, chúng ta có thể lấy do bở với bằng, với thân, bở thân, bằng thân, chúng ta muốn lấy nghĩa nào cũng được. Sân vũ ta sang vũ ta là thúc, thi ra bậc trí chúng ta phải lấy cái nghĩa là áo thâu và qua lời nói qua cha là chỉ theo sở dụng nga thành giá. Chúng ta đã biết rồi, ta nghĩa là ý, nó xa sốc vậy mà tham dự từ trong lớp học được. Nhà ta, chú ta có nghĩa là thu thuốc, ta đã biết. Chi ra, chi ra có nghĩa là các, tê có nghĩa là các vị ấy, tê có nghĩa là các vị ấy, thật vậy, y vê thật vậy, thật vậy. Subhari sang vũ ta,
Suvari Sanguta có nghĩa là thu thúc, khéo thu thúc toàn diện. Khéo thu thúc toàn diện. Su có nghĩa là khéo, Vari là xung quanh, Sanguta có nghĩa là thu thúc. Thu thúc khéo toàn diện. Trong ngữ cảnh này chỉ một diện, không phải là xung quanh. Nào. Khéo thu thúc toàn diện. Dạ. Yeah. Vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Cảm ơn Phật tử Ai Minh nhiều. Ca về nát sân của ta thi ra A thô ma cha giác sân của ta Ma na sa sân của ta thi ra Tê về su ba ri sân của ta. Có nghĩa là bậc trí bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục bước qua phần duyên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 234 này. Thì chúng tôi xin được thành làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang vadami. Sato bhagavata thammang namang kho sangkhang lokasana thang varamuttama hang buddhang chak thammang chak namami sangkhang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước quát tăng do sự tăng sinh thành kính dân đến vị thiện nam thiện nữ. Hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, bài kệ Pháp Cú này á, là nó nằm ở trong một cái lọt, có nghĩa là từ câu kệ số 231 đến 234. Đây là cái câu kệ cuối cùng ở trong cái lọt bài học này. Thì cái duyên sự cũng giống như những câu kệ 231, 32, 33, 23, 234 cũng giống nhau. Có nghĩa là một lọt kệ này á, được Đức Phật thiết ra khi mà Ngài ngự tại quê lúc quanh, đề cập đến một cái nhóm lục sư. Lục sư có nghĩa là sáu vị tỳ khu đó. Thì cái nhóm lục sư này đó là coi như là mang guốc rồi tay cầm gậy đi khua ở trên cái đường kinh thành. Có nghĩa là mình đi mà mình không có giữ được cái sự im lặng đó quý vị. Cái sự im lặng. Lúc đó Đức Phật nghe cái tiếng guốc nó khua cộp nên Đức Phật hỏi Ngài Ananda là cái tiếng gì đó, ai làm cái gì đó. Thì Ngài Ananda nó bạch Đức Thế Tôn là do cái nhóm lục sư đó là mang guốc gỗ đi kinh hành mới có cái tiếng khua lập cộp nó như vậy đó. Thì nhân cái dịp đó Đức Thế Tôn mới chế định học giới dạy rằng các cái vị tỳ khu cần phải giữ gìn thân khẩu ý hoặc là ngoài cái oai nghi đi đứng của mình. Thành ra sau khi dạy như vậy đó, rồi Đức Phật mới thuyết lên một loạt bài kệ: giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, với thân làm hạnh lành. Giữ lời đừng phẫn nộ, phòng lời khéo bảo vệ, từ bỏ lời thô ác, với lời nói điều lành. Giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác, với ý nghĩ hạnh lành. Bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Đó thì Đức Phật đã thiết lên một loạt bài kệ như vậy. Rồi sau cái thời pháp này đó, thì rất là nhiều các vị tỳ khu đã chứng đạt được thánh quả. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái bài học này
nó cũng liên quan đến cái sự chế định những cái điều học. Chúng tôi nhớ lúc trước chúng tôi đọc ở trong tạng luật để ghi âm lại thì cũng có cái câu chuyện này. Có nghĩa là lúc đó các vị thị khu không có lo chuyên theo cái pháp học hoặc là pháp hành, hoặc là không có chuyên theo thu thúc về luật căn của mình, mà chỉ lo cũng như là gọt rồi đẽo những cái đôi dép đôi guốc của mình mang. Thành ra đó lúc đó Đức Phật nghe đến cái điều này, rồi khi đó những cái người cư sĩ người ta mới lại người ta bán giống, bán giống bậc đạo sư. Rồi khi mà Đức Phật nghe cái lời bán giống đó, ngài quán xét coi các vị tỳ khưu đi vậy là không được, đúng, ngài thấy không được, không có thích hợp. Thành ra ngài đã quy định cái điều học là các vị tỳ khưu là cần phải giữ gìn cái oai nghi đi đứng của mình đó, không cho là coi như là đẽo gọt những cái gỗ thành những cái đôi guốc đôi dép nữa vậy đó. Thì ở đây chúng ta thấy có một cái điều hay như này: khi mà những người cư sĩ lại bán giống, rồi Đức Phật nghe, ngài quán xét là coi thích hợp không, được được thì chế ra cái điều học đó, không cho các vị để mà vi phạm nữa. Còn nếu mà không không được, có nghĩa là những cái điều đó nó không có ảnh hưởng, Đức Thế Tôn sẽ không có chế ra những cái điều học đó. Thành ra đó quý vị, có những vị là hòa thượng trưởng lão mà học kinh điển, có nghĩa là học Phật pháp đàng hoàng, thì chúng ta mà nương tựa được những vị hòa thượng đó thì chúng ta sẽ thấy rằng rất là an ổn. Chứ nếu mà bây giờ hỏi vị mình làm hòa thượng hoặc là mình làm một cái điều gì đó mà người ta mét hoài, hỏi mỗi lần mét là cái vị hòa thượng nó cấm, thì như vậy thì như thế nào quý vị? Chúng tôi nói thật sự ra đó, quý vị biết đối với cái lên cái ban thóp này, lên trên ban thóp này để mà thuyết giảng cũng vậy. Ngày hôm nay là đỡ rất là nhiều rồi. Chứ quý vị biết rằng cái lúc mà chúng tôi mới vừa lên đó, mới vừa lên ban thóp khoảng chừng năm 2008 quý vị biết rằng có nhiều người người ta phản đối, người ta nói rằng đi lên đây để cầu làm tìm cái nhịp cầu với Phật tử đồ này kia chứ thuyết giảng cái gì ở trên đó. Nhưng mà quý vị thấy rằng ngày hôm nay đó, đối với cái ban thóp nó rất là thuận tiện cho chúng ta, rồi thêm cái Facebook nữa quý vị. Thành ra nếu mà thật chúng ta tụng đọc kinh điển hoặc là chúng ta thuyết giảng kinh pháp đàng hoàng thì quý vị thấy rằng đem lại cái lợi ích cho rất là nhiều người. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi muốn nói cái gì? Chúng tôi muốn nói rằng là những vị trưởng lão nhận thấy cái sự ích lợi về cái việc đó, nên các vị trưởng lão không có bác bỏ, không có bác bỏ quý vị đó. Thành ra cái ban thóp được duy trì tới thời gian này. Chứ nếu mà quý vị thấy rằng có những vị mà cứ Phật tử mà lợi bán giống cái gì cái kêu rồi từ kể từ ngày sắp tới là ông đóng máy, không có cắt đường dây mạng hết, không có được lên ban thóp này kia, thì quý vị thấy rằng như vậy đó, hãy mỗi lần người ta mét cái vấn đề này cái mình kêu cắt internet, rồi lỡ mai mốt người ta mét một cái gì đó, người ta mét một cái điều gì đó thì Phật pháp
tới bây giờ rằng một cái công dân Nam Mô Bụt Tha, dạ, dạ, đạo tràng hoan hỷ, chờ trong giây lát Đức Pháp Tính đã rớt nét rồi. Dạ, con thấy sư trở lại đạo tràng rồi. Sư có nghe được âm thanh con không, bạch sư? Dạ, à, nếu sư nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu để con kính dâng bích đến sư ạ. Nam Mô Bụt Tha, dạ. Dạ, nãy giờ tụi con nghe âm thanh sư có lúc thì được liên tục, có lúc thì nó không có ổn định. Dạ, bây giờ sư có nghe được âm thanh con không, bạch sư? Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, dạ, rồi sư lại rời rung nữa rồi. Dạ, đường nét của sư không ổn định, chắc giờ sư đổi đường nét rồi. Dạ, quý vị chờ trong giây lát. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con kính nhân Bích, Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, yeah, quý vị nghe lại được âm thanh của chúng tôi hay chưa? Dạ, yeah. Chúng tôi có tới 3 cái đường truyền, 3 cái đường truyền mà xài không được. Dạ, yeah. Đây là cái đường truyền này, là đường truyền 4G đó. 4G này là chắc chắn là được rồi đó. Dạ, yeah. Trở lại với vấn đề mà chúng tôi đang nói với quý vị, chia sẻ với quý vị. Thì quý vị thấy rằng cái hay của bậc đạo sư ở đây là khi mà những người cư sĩ người ta lợi người ta mét cái gì với Đức Phật, Đức Phật quán xét cái điều này nó không có tốt, nó không có được, rồi cấm các vị tỳ kheo không nên thực hiện cái điều đó nữa. Đó, thành ra quý vị, chứ không phải là đi lợi mà mét Đức Phật cái gì Đức Phật cũng cấm nha, cái điều đó không có với mình đó. Rồi bây giờ trở lại với cái đề tài này, với cái bài học này, thì quý vị thấy rằng á, bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Đó có nghĩa là như thế nào quý vị? Khẩu nói dối, nói lời độc ác, rồi nói lời chia rẽ, nói lời vô ích. Rồi thân sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Đó, ý tham ác, sân ác, tà kiến ác, tà kiến ác. Đó là tất cả là 10 cái nghiệp này chúng ta phải bảo vệ. 10 cái nghiệp này chúng ta phải bảo vệ từ thân khẩu ý của mình, mình phải bảo vệ. Ở trong những cái chúng tôi thật sự ra đó, quý vị thấy rằng cái mùa này, cái mùa corona đó, thật sự ra chúng tôi cũng cảm ơn cái mùa corona rất là nhiều quý vị. Tại vì trong một thời gian ngắn qua, nhờ cái mùa corona này mà ít có đi đâu. Mà ít có đi đâu á, thì quý vị thấy rằng là mình được tụng đọc kinh điển, rồi mình được học pháp nhiều quý vị. Có nghĩa là tự ngồi học xong rồi đến hành, đến hành thiền. Thành ra đó mình có cái thời gian mình chiêm nghiệm, mà phải nói rằng là thật sự khi mà mình chiêm nghiệm rồi đó thì mình cảm thấy rất là quan hỷ, rất là quan hỷ. Có nghĩa là quý vị biết rằng ở trong cái phần bát chánh đạo, ở trong cái phần bát chánh đạo chúng ta có cái giới phần, chúng ta có cái giới phần. Vậy thì nếu mà chúng ta đó là một người cư sĩ thì chúng ta phát nguyện được con xin quân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh, cố ý tránh xa sự trộm cắp, tà dâm, cố ý tránh xa sự nói dối. Đó, thì quý vị đã ngăn ngừa được những cái phiền não thô với những cái phiền não chỉ có mới phiền não thô thôi. Còn khi mà chúng ta đó, mà chúng ta tu tập về thiền định, chúng ta mới ngăn ngừa được những cái phiền não chung. Vậy thì bây giờ ở trong cái bài học này, Đức Phật dạy cho các vị tỳ khu là mình phải phải thu túc, phải bảo vệ tâm của mình, bảo vệ luôn cái lời nói, bảo vệ luôn cái thân nghiệp của mình, thu thúc, bảo vệ gì đó, sân hữu tôn.
Đó, rồi bây giờ á, quý vị thấy rằng á, vậy thì nếu mà quý vị là cái người cư sĩ thì quý vị sẽ là tu tập như thế nào? Thì ở đây chúng tôi cũng chia sẻ cho quý vị là đối với một người cư sĩ, sau khi chúng ta phát nguyện là chúng ta giữ giới rồi, là chúng ta phát nguyện chúng ta giữ giới rồi, vậy thì chúng ta muốn thu thúc thân khẩu ý là thì như thế nào quý vị? Đó thì chúng ta sẽ là quán xét lại là cái đối với cái cuộc sống này của chúng ta nó rất là ngắn ngủi, là nó rất là ngắn ngủi, hoặc là chúng ta quán tưởng về là cái sự chết. Thì trong cái mùa này mình quán tưởng về cái sự chết là nó rất là tốt, nó rất là hợp thời cho chúng ta quán về cái sự chết. Có nhiều người người ta có cái quan niệm người ta nói rằng là mình còn nói tới chết nó xui xẻo, nhưng mà thật sự ra cái điều đó nó sẽ xảy ra đến với mình. Mà quý vị mà khi mà mình quán về cái sự chết đó nha, là chúng ta sẽ không có còn cái sự sợ hãi, có nghĩa là mình không có còn lo lắng. Tại luật mình luôn luôn mình nhắc nhở ở trong tâm của mình, cái sự chết chắc chắn là nó sẽ đến với mình, chắc chắn là nó sẽ đến với mình. Và mình cũng không biết rằng là mình chết ở trên bờ hay là ở dưới nước, hoặc là mình chết bằng một cái cách nào đó. Đó, nhưng mà chắc chắn mình sẽ chết. Đó, thì khi mà mình quán xét như vậy đó, mình mới tinh tấn mình tu tập. Mình tinh tấn mình tu tập. Khi mà mình tinh tấn mình tu tập rồi đó, thì Đức Phật dạy cho chúng ta như thế nào? Sau khi chúng ta quán tưởng rồi, chúng ta sẽ tìm một cái nơi nó yên, nó vắng, nó vắng. Thì chúng ta với cái đề mục mà mình tu tập, bây giờ mình tu tập mình thọ giới rồi, mình nguyện mình giữ giới rồi, nhưng mà mình muốn mình muốn để cho mình có cái sự giải thoát, có cái sự giải thoát. Thì chúng tôi ở trong cái thời gian này chúng tôi rất là quan hỷ với những cái cách dạy của những vị thiền sư ở bên Miến Điện. Ví dụ như là đối với ngài Bảo Ốc hoặc là ngài Mahasi, ngài nói đó, mình cứ ngồi ở đó đi, quý vị cứ ngồi ở đó đi, quý vị cứ tu tập theo cái đề mục quý vị. Nếu mà cái đề mục hơi thở thì quý vị cứ theo dõi hơi thở của mình, hơi thở vô, hơi thở ra, mình cứ theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Thì lúc đó, mình mới ngăn được khẩu ác hạnh với thân ác hạnh đó. Chứ giờ quý vị không vô đề mục này làm sao mà mình ngăn được quý vị? Sao mình ngăn được? Bây giờ mình đi ra mình nghe ngóng cái chuyện này chuyện kia, mình cảm thấy mình buồn, mình nghe những cái nghịch cảnh, hoặc là mình nghe bây giờ mình nghe chưa chế được vaccine để mà trị cái corona này mình nghe mình cũng lo sợ, mình cũng buồn quý vị. Đó, thành ra chỉ có cái con đường nếu mà chúng ta cảm thấy các ngài nói rằng mình cảm thấy mình chưa tin tưởng về giới của mình, thì mình ráng mình phát nguyện dù cho có mệnh hệ gì nữa đối với cái thân này thì mình cũng quyết lòng mình bảo vệ, mình phòng hộ tam nghiệp này của mình. Đó, rồi sau đó mình mới tu tập. Thì các ngài dạy cho mình mình tu tập bây giờ quý vị mà tu tập quý vị ngồi, quý vị quán riết mà thân mình nó nhức, nó khó chịu hoặc là ở trong người mình nó nóng, giống như là có một những cái hơ mà nó cái hơ nóng mà nó bốc lên ở trên đỉnh đầu mình, có nghĩa là lúc đó mình căng thẳng quá, thì quý vị quay về cái hơi thở của mình, hoặc là quý vị quay về với cái sự mình niệm về cái sự chết cũng được nữa. Mình lấy lại nếu mà cái tâm của mình nó thoải mái nó cân bằng lại rồi, chúng ta tiếp tục chúng ta quán nữa, chúng ta quán về cái sự vô thường, cái cảm thọ này nó sanh trước đây nó không có, nãy mình không có cái cảm thọ này, mà bây giờ nó sanh lên cái cảm thọ này, mà khi mà chúng ta vừa nhìn thấy nó thì nó lại qua cái cảm thọ khác. Đó thì đó là chúng ta đang quán về những cái tính chất, những cái trạng thái. Khi đó mà chúng ta mệt, chúng ta cảm thấy chúng ta mệt quá, mình tu tập nó mệt thiệt quý vị, chúng ta ngồi chúng ta quán thì nó mệt thiệt. Đó thì các vị thiền sư mới chỉ cho chúng ta
mệt quay về đề một hơi thở nữa, mệt quay về phòng dẹp nữa, nếu mà mệt quay về cái sự niệm về sự chết nữa. Đó có nghĩa là khi mà chúng ta có cái đề mục nào, chúng ta đang theo cái đề mục nào, thì chúng ta quay về lại cái đề mục đó. Thay vì á, hồi trước mình không biết á, mình thay đổi, mình đứng lên mình đi kinh hành, hoặc là mình thay đổi qua cái tụng đọc kinh, một cái bài kinh nào đó. Nhưng mà bây giờ á, các ngài chỉ rất là rõ, mình đang quán về những cái tính chất hoặc là những cái cảm thọ mà bây giờ mình cảm thấy nó căng thẳng quá, nó mệt quá. Nhưng mà thật sự ra đó, quý vị biết đó, là mình quán nó mệt thiệt nha quý vị, chứ không phải là giống như là ví dụ như mình ngồi mình tụng đọc không á, thì nó cũng đã mệt rồi. Nhưng mà mình ngồi mình quán xét những cái cảm thọ, những cái trạng thái nó sanh lên như vậy đó, lúc đó đó có những lúc mình rất là căng thẳng, thì mình không có đứng dậy mình bỏ đi, mà mình quay trở lại với cái sự tu tập về cái thiền định của mình đó. Rồi khi nào mình cảm thấy mình an lạc, thấy mình có cái sự an vui, lúc đó mình quay qua mình sẽ tiếp tục mình tu cái pháp quán nữa đó. Như vậy đó, thì các ngài nói nếu mình có duyên lành thì mình đạt đến cận định, rồi tiếp tục mình cũng quán nữa, mình cũng đáng mình tu tập nữa. Thì lúc mà cận định mà nếu mà ai mà có học rồi có tu tập thì khi cận định đó mình không có an trú ở trong định nữa, mà lúc đó mình sẽ xuất khỏi cái đó, xuất khỏi cái trạng thái đó, rồi mình thấy rằng là cận định này là tại sao mà tâm của mình lúc này mình cảm thấy nó có cái sự hỷ lạc, thì mình mới biết rằng là tâm mình lúc này do những cái chi thiền này, nếu mà mình không có học thì mình biết rằng là do những cái trạng thái này nó đã đè nén được hôn trầm thị miên, nó đè nén được cái sự hoài nghi, thành ra do như vậy á, mà ở trong kinh nói là ly dục ly các ác bất thiện pháp, hoặc là do cái sự an lạc của thiền này do mình ly dục mà nó phát sanh. Do ly dục nên những cái cảm thọ này nó phát sanh. Thì những người mà người ta không có học đó, thì người ta sẽ biết được là những cái trạng thái này nó phát sanh lên, nó đè những cái sự mà uể oải, buồn ngủ vân vân. Còn cái người mà người ta có học thì người ta biết rằng là do cái chi thiền này tầm này nó được phát huy, thành ra nó đè được cái hôn trầm thị miên. Đó là những người mà ví dụ như mình có học về cái trạng thái, cái tên gọi đồ này kia, thì mình hiểu được ở trong tâm nó sanh diệt rất là nhanh. Thì cái người đó là đang tu tập về thiền quán. Khi mà người ta có cận định hoặc là người ta có an chỉ định rồi, thì người ta quán được những cái điều đó hết. Rồi các ngài mới nói nếu là mình cũng có cận định luôn, rồi cận định không có làm gì mà có an chỉ định, có nghĩa là có định kiên cố. Vậy thì không lẽ cái công mình tu tập á, nó uổng hay sao? Không có uổng quý vị, nó không có uổng. Có nghĩa là lúc đó nó mình không đạt đến cái trạng thái cận định, không đạt đến cái trạng thái an chỉ định, nhưng mà mình đạt đến cái gì quý vị? Sát na định. Sát na định có nghĩa là trong suốt cái thời thiền tập của mình đó, thì quý vị thấy rằng một á, là mình theo ở trong cái đề mục của mình, mình tu tập theo cái đề mục của mình. Hai á, là mình quán, hai á, là mình quán về những cái tính chất, những cái cảm thọ. Vậy thì quý vị thấy rằng ngay chỗ này là cái gì? Các ngài nói là tạm thời giải thoát, đây là cái trạng thái mình giải thoát tạm thời, hoặc là tạm thời giải thoát. Quý vị thấy rằng vậy thì mình tạm thời giải thoát cái gì? Tạm thời giải thoát lời nói dối, tạm thời giải thoát lời nói độc ác, tạm thời giải thoát lời nói chia rẽ, tạm thời giải thoát lời nói vô ích, rồi mình tạm thời giải thoát đi cái sự sát sanh, tạm thời giải thoát đi cái sự mà trộm cắp, tạm thời giải thoát đi cái sự tà dâm, tạm thời giải thoát về cái ý nghĩ tham ác, ý nghĩ sân ác, ý nghĩ tà kiến ác. Thì quý vị nghĩ đi,
nếu mà trong một ngày mà mình tu tập ngày một thờ thiền của mình, thí dụ như là 30 phút mà mình được 5 phút tạm thời giải thoát đó, mình được 5 phút đó, thì quý vị thấy rằng một ngày á, mình hành như vậy đó thì là 3 thờ đi, ngày 3 thờ đi, thì mình có 15 phút tạm thời giải thoát đó. Đó, tạm thời giải thoát đó thì quý vị nghĩ đi, một tháng vừa qua thì mình có được bao nhiêu thiện pháp, bao nhiêu thiện pháp. Thì quý vị nghĩ bây giờ mình ở đây mình tạm thời giải thoát là cái gì? Tạm thời giải thoát là lúc đó mình không có những cái ý nghĩ ác, tham ác, sân ác, tà kiến ác, không có những cái lời nói dối, nói độc ác, thân không có làm những cái bất hạnh, những cái ác hạnh đó. Đó chứ giờ hỏi tôi không có hay gì hết. Thật sự ra mình đâu có chứng thiền gì đâu hay, đâu có chứng được gì đâu. Nhưng mà mình có những sát na đó, mình an trú ở trong thiền. Thành ra chính vì vậy đó mà quý vị biết rằng chúng tôi đọc đến cái chỗ này chúng tôi rất là hoan hỷ. Chúng tôi rất là hoan hỷ, ít nhiều gì trong một cái thời thiền tập đó mình cũng có những cái sát na đó. Những cái sát na đó thì những cái sát na này nó sẽ làm duyên lành. Nếu mà cuối đời này đó mình có đủ duyên lành, đủ phước báo ba la mật thì tâm tư của mình nó sẽ được bình tĩnh, bình tĩnh để mà định tĩnh để mà mình tiếp tục mình phát triển thêm. Còn nếu mà mình không có đủ khả năng đó, thì mình cũng có những cái sát na mà của đại thiện tâm nó sanh lên. Thì quý vị nghĩ đi, cái này mà nó cho quả quý vị là cũng cao vút trời rồi. Còn đỡ hơn, đỡ hơn là mình không biết cái đường lối tu tập. Đỡ hơn là mình không biết đường lối tu tập quý vị. Thì nếu mà mình không biết đường lối tu tập á, bây giờ quý vị nghĩ đi, mình có tránh được, bây giờ mình tâm mình không có an trú ở trong thiền, quý vị có tránh được lời nói dối với lời nói chia rẽ, lời nói độc ác không? Tránh không được. Tránh không được quý vị. Thấy ai mà bàn cái gì là nhào vô liền. Thấy ai mà bàn cái gì là mình nhào vô liền. Thành ra đó, mình thọ giới rồi, nhưng mà mình phải theo cái phương pháp này. Chúng ta phải theo cái phương pháp này. Quý vị theo đến nỗi mà chừng nào quý vị cảm thấy mà mình ghiền đó, mình ghiền á, là quý vị thấy rằng là lúc này là nó có hiệu nghiệm rồi đó. Có nghĩa là lúc này đó là quý vị cảm thấy rằng trước khi mình ngủ á, mình thích nằm để mà mình hành thiền tí xíu, 5 phút 10 phút thôi cũng được, 6 7 phút cũng được. Rồi mình thức dậy mình cũng hành 5 10 phút hoặc là 6 phút cũng được, dù cho mình dậy trễ hay là dậy sớm gì cũng vậy. Đó, hoặc là khi nào mà quý vị cảm thấy mình rảnh, hôm nay trời thanh gió mát, nhà nó trống, được mớ lau quét dọn sạch sẽ gì đó, thôi bây giờ mình ngồi xuống tại cái chỗ này để mà mình hành thiền tí xíu. Có nghĩa là cái tâm của mình nó hễ mà nó trống, công việc của mình mà nó trống rồi á, là mình hướng tâm đến mình hành thiền thôi. Thì lúc đó là quý vị tu tập á, là nó có cái sự phát triển đúng, nó có cũng như là có cái tâm mà nó tham thích trong cái sự tu tập. Những cái thiện pháp nào chưa sanh khởi, tinh tấn làm cho sanh khởi. Những cái thiện pháp nào mà sanh khởi rồi thì tinh tấn để mà gìn giữ làm cho nó tăng trưởng. Đó thì đó là chúng ta nhận thấy rằng chúng ta là có những cái thiện pháp, hoặc là chúng ta có những cái tinh tấn. Còn nếu mà bây giờ á, chúng ta không đi theo cái đường lối này, làm sao mà chúng ta săn của ta, có nghĩa là thu thúc được, làm sao mà chúng ta thu thúc được quý vị? Chỉ có cái con đường này mình mới thu thúc được thôi. Hoặc là đối với nhiều khi đó, chúng ta hành thiền xong rồi, chúng ta đọc sách đó, thì chúng ta cũng thu thúc được. Nhưng mà nếu mà chúng ta đọc sách không á, mà chúng ta không hành thiền á, thì tâm của chúng ta nó vẫn bị chi phối ở ngoại cảnh. Bây giờ nếu mà người ta mình đang học như vậy mà mình tâm mình á, nó không có những cái trạng thái của tu tập về thiền á, thì người ta gõ cái bàn ấy đùng một cái là coi như là mình đây mình cũng giật mình. Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng là đối với đời sống tu tập này đó, chúng ta có cái duyên lành lắm, chúng ta mới gặp cái đường lối của cái thiền quán hoặc là cái thiền định này.
gặp được cái đường lối này thì chúng ta cũng cố gắng chúng ta là tu tập theo tứ chánh cần, là những cái thiện pháp nào chưa có phải tinh tấn làm cho nó sanh khởi, thì dựa theo cái bài học này thì chúng ta phải tu tập phòng hộ thân khẩu ý, thu thúc thân khẩu ý. Mà chúng ta thu thúc bằng cách nào mà nó hữu hiệu nhất, hiệu nghiệm nhất, là chúng ta an trú ở trong thiền định, hoặc là chúng ta an trú ở trong thiền quán. Quý vị đừng có nghĩ rằng là mình không đạt đến định, không đạt đến đạo quả, nhưng mà bây giờ chúng ta còn một cái vé rất là rẻ, có nghĩa là từng sát na, có nghĩa là từng cái giây phút đó. Mình nói sát na thì nó hơi quá, nhưng mà những cái giây phút đó, coi như là 5 phút mà mình an trú được là 300 giây hoặc là 200 giây cũng được. Nói chung là như các ngài thiền sư các dạ ngài dạy mình là tạm thời giải thoát trong những cái sát na đó. Bây giờ hỏi tạm thời giải thoát là cái nào? Tôi tạm thời tôi giải thoát lời nói ác, tôi tạm thời tôi giải thoát lời nói chia rẽ, tôi tạm thời giải thoát những cái lời nói những cái lời nói mà nó không có mục đích đó. Mình tạm thời giải thoát những cái điều đó thôi, đó cũng được rồi. Còn hơn là chúng ta không có gì hết, chúng ta không đạt được cái gì hết đó. Thành ra đó, quý vị thấy rằng đối với cái bài học này đó, thì chúng ta thấy Đức Phật dạy bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Thì sau khi mà chúng ta quán xét rồi những cái điều đó, những khi mà chúng ta không có bảo vệ thân khẩu ý đó, thì có thể nó sẽ làm cho chúng ta vướng vào cái sự đau khổ. Thành ra khi mà chúng ta quán xét về những cái điều này rồi thì chúng ta tìm một cái nơi nào đó, nồi nằm gì đó, tùy theo cái khả năng của quý vị, chúng ta khéo an trú ở trong đề mục chúng ta tu tập. Thì các ngài dạy cho chúng ta tu tập như vậy, tuy rằng không đạt đến cận định, an chỉ định, nói chung là không đạt được đến cái gì hết, nhưng mà chúng ta đạt đến tạm thời giải thoát. Mà hỏi tạm thời giải thoát cái gì thì chúng ta tu tập thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh. Thì chúng ta tạm thời giải thoát khẩu ác hạnh, thân ác hạnh, ý ác hạnh. Nam mô Bụt Thầy, sư tạm thời giải thoát luôn rồi quý vị ơi. Sư giải thoát khỏi cái rung rồi. Dạ con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Tính trở lại đạo tràng. Dạ sư tạm thời giải thoát, cái là sư thoát ra luôn à. Con kính nhân minh đến sư à. Nam mô Bụt Thầy dạ. Sư dùng cái đường nét cuối cùng rồi mà vẫn bị rớt. Con thấy đại đức Tịnh Đạt cười, thấy gì thấy hoan hỷ quá. Dạ nam mô Bụt Thầy dạ, dạ con xin thay mặt đàn cung thỉnh sư trở lại à. Dạ sư nhờ tạm thời giải thoát cái sư thoát luôn. Dạ con kính nhân minh đến sư ạ. Dạ sa thú lành thai, thôi bây giờ là cũng tạm thời giải thoát rồi. Rồi bây giờ mình cũng vừa đủ để nhàm chán rồi ha. Đối với các hữu vi ha, là thôi bây giờ. Rồi chúng tôi cũng xin được kết thúc cái thời pháp này. Với cái phước này thì xin dâng đến chư tôn đức tăng, kính chia đều quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, mong các ngài quý vị được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương,
các vị chư thiên, người xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị long vương, càng thất bà, ngã quỷ, A-tu-la, những chúng sanh giả so, những chúng sanh phước mặt phước mài, chư vị thầy tổ đã quá giảng, chư thiên chúa Minh Dương, mong các vị quan vị thọ lãnh phước này để được an lạc lâu dài. Nam Bụt Thà Giá. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân đại.